Chào cả nhà, hôm nay là 29 Tết rồi cả nhà ơi. Lúc này là 23 giờ 45 phút, là còn 15 phút nữa là tới giao thừa rồi. Mình chuẩn bị đón giao thừa qua năm mới các bạn. Rồi nhân dịp năm mới, thì mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe ha, hạnh phúc và phát tài ha. Rồi mình sẽ quay cái cảnh đón giao thừa của quê mình cho các bạn xem nha. Lấy pháo, lấy bong bóng thay pháo nha các bạn. Ê, công tác chuẩn bị đón giao thừa nha các bạn. Giao thừa không pháo, giao thừa không pháo, bây giờ mình làm bong bóng nha. Đạp quá, đạp à. Đây được bao nhiêu bóng đây, lát chắc teo luôn quá, nổ quá, bông bông à. Nhà nào cũng có bông bóng nha các bạn, không có pháo mình lấy bông bóng mình thấy bông lắm, hỏi luôn à, hỏi luôn à, bông nước đây, bông nước vô mới vui, để một ít nước vô. Rồi rồi, rồi. Chà chà, bông bóng này bự dữ à, coi chừng nổ dữ lắm à. Này để miếng mới nước nha. Để nước vô đó. Chút đứa nào chút nhá. Rồi kéo lên. Để nước vô đứa nào ấy dám chịu à, nổi dám chịu à. Cái đồ mấy cái nâng cái đứa mẹ gì đâu trời. Cái đồ mẹ thiệt luôn đó. Nổ hoài, trong nó nổ. Anh biết không? Hai cặp thùng bự, cặp thùng nhỏ nữa. Là bốn cái. Để nước cho thêm kìa. Bóng nhiều quá. Qua năm có hai một hai giây, năm nay 4 giây rồi. Rồi mình qua nhà kế bên nữa các bạn ơi. Năm nay đón cho thừa hoành tráng quá. Đây một giải này là gọi là một phong, một bong bóng nha, hay quá đẹp rồi. Đây công tác chuẩn bị pháo bông. Này thay pháo bằng bong bóng. Đây công tác chuẩn bị của hai cha con. Chào khán giả ơi. Chào các bạn. Bấm. Đây hai cha con lò mò bơm bông bóng. À, còn nhiều bông bóng gì vậy? 100 cái. 100 cái rồi hả? À, 100 cái này nổ dữ rồi nha. Nghe được nhiêu cái rồi đâu. Rồi gắn bơm nghe, thật nhiều con bóng nghe. Pháo nổ dữ à. 12 giờ là cho nổ đó. Rồi, bạn chờ đón 12 giờ nghe cho thưa các bạn ơi. Ê, gian hàng đọc quá. Của bà chị. Quay vlog, à, vlog nha. Chính bắt đầu nhiều quá. Chào. Thảo hóa trang ra coi. Đây, đây chuẩn bị xong hết trơn rồi.
hai phong bong bóng luôn, hai phong pháo quá dữ. Đây là chuẩn bị xong rồi. Quá pháo rồi. Đây, qua đây. Chào cả nhà. Quá đây còn pháo nữa. Pháo này cũng dữ quá, nhiều. Pháo bự không nha. Rồi, chào khán giả con. Chào nói lớn coi. Chào. Chào coi. Rồi, đây là pháo dữ luôn à. Đây. Đây cũng là công tác chuẩn bị đón giao thừa. Hello. Giới thiệu tên coi. Nó tên gì? Hello nè. Hiệp. Hiệp gì? Hiệp biệt danh hiệp gì? Hiệp Quán. Hiệp Mập. Chưa. Ồ, con bóng này cũng bự không ha. Từ qua bên kia tới giờ chưa vậy? Qua mấy cái rồi? Mới một cái này ạ. Vậy là cái này đủ rồi phải không? Rồi bóp nhiều nhiều vô. Bên sau bên được. Trời ơi Trâm ơi. Bóp sát vô. Quá bơm rồi. Bơm quá nó nổi luôn rồi. Không hẹp thở coi. Thổi heo, thổi heo, thổi heo. Thổi coi. Thổi cho quẩy quay. Thổi coi coi chừng. Lòi, lòi cái khác ra nghe. Quá thổi rồi. Thổi bụng bự luôn rồi kìa. Trời. Bóng mệt luôn. Ở đây có hát hoài gì không? Hát chay đi. Rồi công tác chuẩn bị tới đâu rồi cả nhà? Sẵn sàng hết rồi hả? Rồi sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho giao thừa các bạn ơi. Quá đẹp. Ông Bảy làm cái hàng chi bởi người ta đòi đi ra ngoài phải. Quá rồi. Pháo này quá nhiều rồi. Dạ thưa Út. Đây. Khỏe chưa? Rồi, hai bà khỏe nghe, năm mới khỏe nha. Rồi, cái này là lửa chạy các bạn ơi. Giao thừa mình đốt lửa chạy nha. Năm nào cũng vậy hết. Năm nào cũng đốt lửa chạy hết. Quá cháy rồi. Giao thừa các bạn ơi. Giao thừa của mình.
Chúc mừng năm mới. Đây đội đố bong bóng nha, đội là đội bong bóng giao thừa nha. Xin không đốt pháo rồi xin. Đốt pháo rồi xin. Rồi đội đâu chuẩn bị vô. Vô luôn đi cũng vậy. Vô đây cũng tới giao thừa là đốt à. Khỏi ai đang cúng giao thừa là đốt à. Chạy lẹ vô. Từ từ khoan đếm 3 hay 1 hả đốt nha. Vô. Khoan đếm. Rồi 3, 2, 1. Quá giao thừa các bạn ơi. Báo quá nổ rồi. Quá rồi. Đốt hết ba đi. Đây, giao thừa hoành tráng bạn ơi. Vô anh vô anh vô quá pháo rồi, quá giòn rồi. Nè 2, 3 chúc mừng năm mới nè. 2, 3 chúc mừng năm mới. Quá cảnh hỗn loạn dữ các bạn ơi.
đốt lửa chạy nha. Nhả qua tấm dáng à. Đây cái đội đốt con bóng. Đội pháo. Đội pháo của sớm mình nha. Ai bây giờ mình khóc chiều nào nè? Khóc chiều nào? Cái đội nhiều quá, dễ lỡ rồi em. Đây là ca sĩ nha. Tiêu Bảo, ca sĩ Tiêu Bảo rồi. Ca sĩ ôm được bia hết cái thùng này là hát dữ dằn luôn nè. Cái này mà có con dê ha anh Dân, con dê thảy lên ha. Bắt đầu nè, 2, 3. À mẹ. Tiếp tục lượt dài. Vô. Xui bay đi đi. Nha, vỗ tay ủng hộ nè. Nè mấy đứa, ai nhảy vỗ tay ủng hộ nha. Ở đâu? Vỗ tay coi nè. Anh đã không giàu, anh hết dám vậy. Anh đi vòng vòng thấy đống lửa anh ngán rồi. Quá quá ải rồi. À, anh ta có làm lại hay không? Các bạn hãy chờ xem nha. Anh phát biểu cảm nghĩ. Anh có làm lại hay không? Không. Nè nè, hay nè nè. Công an xuống rồi. Hả mấy công an xuống rồi về với mình.
không có không ấy. Cô đâu? Nào, 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 nào. Mới phát tài các bạn ơi. Yến có bán không? Nhào mẫn á. Có bán số quầy không? Nhào mẫn á. Chào bà con. Bước qua năm mới giàu giàu sức khỏe. Làm ăn phát tài phát lạc, vạn sự như ý. Làm năm vàng vô vài ký á. Happy New Year. Chúc mừng năm mới cả nhà.